chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã bước vào thời kỳ chính đông và đang là thời điểm ít mưa trong năm, nhưng mà các tỉnh ở tại khu vực miền núi phía Bắc đang phải hứng chịu những cơn mưa trái mùa với cường độ khá lớn. Trong đêm qua và sáng nay, những trận mưa to đã trút xuống một số điểm như là ở tại Pha Đin là 78mm, Điện Biên là 115mm, Quỳnh Nhai, Sơn La là 73mm. Trong đêm nay và sáng mai, vùng hội tụ gió Tây gây mưa lớn vẫn duy trì, nên các tỉnh ở tại khu vực miền núi Tây Bắc vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Đặc biệt, vùng mưa lớn vẫn tập trung chủ yếu tại vùng núi, các tỉnh như là ở tại Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng. Các tỉnh vùng núi thì vẫn cần đề phòng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều mai trở đi thì mưa sẽ giảm dần. Mưa rét lại cộng với các đợt không khí lạnh liên tiếp được bổ sung xuống khiến cho nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục là giảm sâu. Trong đêm nay, nhiệt độ toàn vùng ở ngưỡng rét hại là ngưỡng dưới 12 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương còn đưa ra dự báo là nhiệt độ thấp nhất ở tại vùng núi cao Sapa còn có thể xuống dưới ngưỡng 0 độ. Ngày mai do trời nhiều mây có mưa nên là nhiệt độ vẫn còn duy trì ở mức là khá thấp. Hầu hết các nơi đều không vượt quá ngưỡng là 15-16 độ. Theo các chuyên gia, thời tiết thì nhiệt độ trong những ngày tới vẫn còn tiếp tục giảm thêm nên tình trạng rét đậm rét hại vẫn sẽ còn duy trì trong từ 3 đến 4 ngày tới. Đặc biệt từ đêm ngày mai chủ nhật đến ngày thứ 2 tuần sau chính là đỉnh điểm của đợt rét đậm lần này. Và ngay tại thủ đô Hà Nội, nền nhiệt độ cũng giảm xuống mức rét hại, có nơi là ở dưới 10 độ. Như vậy là rét đậm rét hại đến sớm hơn so với dự báo trước đó. Và trước tình hình này, chúng tôi khuyến cáo bà con cần phải thực hiện ngay các biện pháp chống rét cho cây trồng, đặc biệt là với những vườn hoa chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Với vật nuôi thì cần phải che chắn chuồng trại, phòng chống dịch bệnh và thắp đèn để sưởi ấm. Khu vực Bắc Trung Bộ bao gồm các tỉnh từ Thanh Hóa kéo dài đến Hà Tĩnh cũng có kiểu thời tiết tương tự như là ở tại các tỉnh khu vực phía Bắc. Trời duy trì tình trạng là nhiều mây, âm u và có mưa nhỏ nên nhiệt độ cũng giảm thấp và đêm nay nhiệt độ phổ biến nằm trong khoảng là từ 11 cho đến 13 độ. Ban ngày thì nhiệt độ cũng không tăng lên nhiều, chủ yếu dao động quanh ngưỡng là từ 15 đến 17 độ, trời rét và có nơi rét đậm. Cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, ở tại khu vực Trung Trung Bộ, từ Quảng Bình cho đến khu vực Quảng Ngãi, đêm nay và ngày mai trời vẫn còn nhiều mây và vẫn xảy ra mưa rải rác với lượng mưa không lớn, nhưng mà nhiệt độ thì lại giảm khá mạnh, cao nhất ngày mai cũng chỉ từ 20 đến 22 độ. Còn ở tại các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, từ Bình Định đến Bình Thuận, trời cũng chuyển là nhiều mây hơn, có mưa rào và dông ở vài nơi với nhiệt độ cao nhất chỉ từ 25 đến 28 độ. Thời tiết tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên tuy sẽ có nhiều mây hơn nhưng mà mưa chỉ xuất hiện ở vài nơi với lượng cũng không đáng kể. Ban ngày trời có nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng là từ 26 đến 29 độ. Thời tiết ở nơi đây thì vẫn còn thuận lợi cho những hoạt động dân sinh của bà con. Với khu vực Nam Bộ thì trời có khá nhiều mây và có mưa rào và dông là chủ yếu ở các tỉnh ven biển khu vực miền Tây Nam Bộ như là ở tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang. Do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ ở Nam Bộ cũng sẽ giảm nhẹ và nhiệt độ cao nhất trong ngày đều sẽ không vượt quá ngưỡng là 30 độ. Ở trên biển thì do chịu ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh tăng cường nên từ chiều tối nay trở đi ở tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ và ở tại khu vực phía Bắc của Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Gió Đông Bắc có cường độ mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 và sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Tình trạng sóng to gió lớn rất nguy hiểm cho tàu thuyền. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, bà con ngư dân không nên cho tàu thuyền hoạt động ở trên các vùng biển này. Tại các vùng biển ở phía Nam, thì do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng từ 5 cho đến 7 độ Vĩ Bắc, kết hợp với đới gió Đông Bắc mạnh nên ở tại khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, thì các đám mây dông vẫn tiếp tục phát triển mạnh và gây nên tình trạng mưa rào và dông. Trong cơn dông thì vẫn cần đề phòng, có thể có lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho các hoạt động của tàu thuyền. Thưa quý vị, như vậy là rét đậm rét hại sẽ còn kéo dài vào ngày mai và cả những ngày đầu tuần tới. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về đợt rét đậm rét hại đầu tiên này trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.